đáng lẽ mình đừng có nên cương với gia đình mình để mà mình có thể đi làm nghề nó dễ chịu hơn. Tại vì ý là con thật sự là khi mà con nhìn vô bạn bè con đăng hình đi diễn con rất là buồn. Cái tâm lý con bị oán trách, con trách gia đình con là tại sao con không được sinh ra con lớn lên ở Sài Gòn để con có cơ hội con tiếp cận với điện ảnh sớm hơn. Đúng rồi, đáng lẽ con phải kiên quyết với cái chuyện này hơn. Đáng lẽ ví dụ con thích cái gì thì con nên tập trung cho cái đó, con bắt buộc phải chịu khổ. Nếu như mà con muốn cái gì con cũng muốn, con vừa muốn sướng, vừa muốn có tiền, con vừa muốn thỏa đam mê của con, thì rõ ràng cái chuyện đó là không thể xảy ra. Lúc đó con vẫn đang học đại học, xong rồi cũng đi diễn chứ. Lúc đó bắt đầu cảm thấy là mình thật sự mình thích đi diễn. Cái bắt đầu con đăng ký vô những cái group á, mà có những cái nhóm mà tuyển diễn viên. Con đi làm trăm mấy cũng có, mấy chục ngàn cũng có. Chạy xuống mình vô diễn 70 ngàn con cũng đi. Nói chung là con không quan trọng giá nào con cũng đi. Thì nó không có đủ để mà mình trang trải cuộc sống. Mà lúc đó con đã bắt đầu không lấy tiền ở nhà rồi. Xong rồi con đi làm thêm, con đi chạy bàn, xong rồi con đi giữ em. Đi giữ em bé. Giữ em bé nữa hả? Dạ, giữ em bé, làm việc nhà. Xong rồi đi làm mẫu cho người ta make up. Mấy bạn mà học make up đó chú, thì thiếu người mẫu, người ta ngồi làm, học rồi đánh này đánh kia đó. Cũng làm, đi rửa ly, xong rồi đi làm pha chế quán sinh tố. Bắt đầu cái chuyện đi diễn của mình nó bị những cái kia nó chi phối. Xong rồi con bắt đầu con tập trung để con học cho xong. Học xong rồi đi diễn cũng không được luôn. Xong rồi con cũng không muốn đi dạy nữa, con đi làm văn phòng. Lúc mà con làm văn phòng con rất là buồn. Con cảm giác như là đáng lẽ mình đừng có nên cương với gia đình mình để mà mình có thể đi làm nghề nó dễ chịu hơn. Tại vì ý là con thật sự là khi mà con nhìn vô bạn bè con đăng hình đi diễn con rất là buồn. Con nói là con đâu có thiếu cái gì đâu. Tay chân con cũng lành lặn mà con cũng biết diễn, nhưng mà là con không biết diễn. Nhưng mà tại sao con không có cơ hội, con không có được tiếp xúc với nhiều người. Xong đó con bị cái tâm lý con bị oán trách, trách gia đình con là tại sao con không được sinh ra con lớn lên ở Sài Gòn để con có cơ hội con tiếp cận với điện ảnh sớm hơn. Xong rồi con nghĩ là có thể là mình không phải là người được chọn trong cái việc đi diễn. Xong rồi con cũng buông. Con buông xong rồi cái con vẫn thấy mọi người đăng cái giai đoạn giống như khiến hay sao chú. Mọi người đăng hình đi tập, đi diễn rất là nhiều. Xong rồi con gọi bạn con ở bên Mỹ, khóc ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, khóc hoài, ngày nào cũng khóc mà con cảm giác như con đi làm á, giống như là con đi tù vậy á, nó rất là khó chịu, nó rất là tù túng. Xong rồi anh Võ Đăng Khoa, anh gọi điện cho con, anh nói là bây giờ anh có phim làm web, đi về Tiền Giang quay 4 ngày em đi không, đi nghỉ làm luôn. Nghỉ ngang luôn, không nói gì thêm, không viết đơn gì chứ, nghỉ, gom đồ về qua sau là đi quay. Lúc đi quay thì cũng có một phân à. Mà con cảm thấy là đúng rồi, đáng lẽ con phải kiên quyết với cái chuyện này hơn. Đáng lẽ ví dụ con thích cái gì thì con nên tập trung cho cái đó, con bắt buộc phải chịu khổ. Nếu như mà con muốn cái gì con cũng muốn, con vừa muốn sướng, vừa muốn có tiền, con vừa muốn thỏa đam mê của con, thì rõ ràng cái chuyện đó là không thể xảy ra. Cho nên cái lúc đó là con chấp nhận là con khổ luôn. Coi như là ăn uống cũng keo kiệt ở với người ta, không chơi bời gì hết. Bắt đầu con xin đi diễn nhiều hơn, xin chỗ này chỗ kia, ai cần cái gì là con đi diễn hết. Sao con không tâm sự với ông nội con? Ông mất. Ông nội mất rồi hả? Giá như còn ông nội, chắc ông nội sẽ giúp cho con nuôi cái ước mơ của con nhiều hơn đúng không? Dạ. Con nhớ con gần đang đi diễn trong cái âm tứ trụ á, thì là điện thoại con để dưới. Lúc con diễn xong đi xuống á, là người nhà gọi quá trời. Con cũng không biết vụ gì thì con gọi lại, thì kêu là ông nội mất rồi. Lúc đó là gần 1 giờ sáng mà không còn xe nữa. Con phải nhờ cái bạn đó chở con ra sân bay để mà coi có xe ôm hay không. Thì cũng có một anh chạy xe ôm, mà chạy xe ôm công nghệ. Thì điện thoại hết pin rồi, anh mới dò trong cái ứng dụng á là 658 ngàn. Mà anh không có biết đường đi Vũng Tàu. Con mới nói anh ơi bây giờ là người nhà em mất rồi, bây giờ em chở anh nửa đường, rồi chừng nào anh biết đường thì em chạy, còn không biết thì em chạy luôn. Anh cũng ok luôn. Rồi con chở anh về tới Vũng Tàu luôn. Rồi anh đi về lại Sài Gòn. Lúc đó con cũng không biết là anh về được Sài Gòn hay không, con cũng lo. Thì con chạy vô, thì lúc đó là không có gặp được ông nội con lần cuối nữa. Con có hỏi là ông nội có nhắc con hay là như thế nào không. Thì nhà con nói là ông nội chỉ nói là muốn bé Mén á nó được may mắn hơn mọi người chút xíu, nó được bình an hơn thôi. Tại vì lúc nhỏ nó quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra rồi, thì ông nội muốn là con từ lúc này về sau là
chỉ bình an thôi, cũng không có cầu con phải giỏi hay là phải xinh đẹp hay là thông minh giàu có, thì trước hôn này mất là chỉ muốn con bình an thôi. Có nghĩa là người thân nhất mà có thể tâm sự chia sẻ là ông nội của con đúng không? Dạ, hồi đó ông nội lo cho con nhiều, giống như là ông nội rất là kỹ. Con chơi có bông á thì hồi đó con hay bị ngứa răng, tới bây giờ con vẫn bị ngứa răng, là chơi hay cắn, mà cắn rách là không muốn chơi nữa, là để qua một bên, là ông nội sẽ mai lại cái chỗ đó, nếu mà đi giặt sạch sẽ là sáng hôm sau là thấy ở chỗ con nằm. Trước khi ông nội mất á, có bao giờ con nói cái ước mơ của con muốn làm nghệ sĩ, muốn được biểu diễn cho ông nội nghe không? Lúc mà ông nội không cho thì con đã không thi rồi. Sau đó con vẫn đi diễn nhỏ nhỏ nhỏ. Thì lâu lâu ông nội vẫn thấy trên truyền hình thì ông nội vẫn coi. Chỉ là coi thì coi, nhưng mà con cũng không có hỏi là ông nội có ủng hộ hay không. Nói chung là con ít trao đổi về vấn đề đó. Có thể là trao đổi về những vấn đề khác, về cái chuyện sức khỏe, về chuyện học hành hay là tất cả mọi thứ. Rồi cái chuyện đó, tại con nghĩ là ông nội con không thích, cho nên là con không muốn làm ông nội con phải bận tâm về cái chuyện đó thêm. Thì sau này gia đình thấy con trên truyền hình nhiều thì bắt đầu cũng ngầm ngầm hiểu, lúc đó là không phản đối cũng không ủng hộ, thì cứ vậy thôi. Sau này khi mà từ từ thì bắt đầu nhẹ nhàng với con hơn, hỏi thăm về sức khỏe con nhiều hơn. Hôm nay cũng đã trở thành một người nghệ sĩ cũng nhiều người biết đến rồi, con có muốn nói gì với ông nội con không? Con không biết nói gì hết, con muốn ông nội con cứ ở vậy hoài với con thôi, không biết nhắn gì hết. Tại vì con có mình ông nội con là thật sự là rất là gần. Lúc mà con mất ông nội, con cảm giác như là con không còn cái gì hết. Con cũng không muốn một cái gì khác hết, lúc đó con cũng không muốn bình an luôn. Tới khi mà con đi học ở Sài Gòn, có một cái giai đoạn con rất ít về. Và tại vì con cảm thấy con không còn một cái động lực nào khác để mà con có thể về quê được hết. Nhưng mà cũng phải về rút nhang, cho nên là con vẫn về. Cái lúc mà ông nội con mất á, được một thời gian thì con về, con đứng trước cửa. Thường là con đứng ở đó là ông nội sẽ ra mở cửa liền. Đại ông nội có hay ngồi ở cái ghế đó. Cái hôm đó con đứng nó rất là lâu. Con cũng ráng con chờ đợi một cái gì đó, nhưng mà rõ ràng là không ai ra mở cửa hết, thì bắt buộc mình phải chịu cái nó là như vậy. Thì con vô, con cũng cái giường ông nội con vẫn vậy, thì con trải chiếu dưới cái giường đó, con vẫn nằm vậy thôi. Chẳng may ông nội mất thì có lẽ cuộc đời con nó cũng sóng gió nhiều. Chú thấy rằng nãy giờ đó là con kể rất là nhiều việc con làm, nhưng mà điều làm đó để vui thôi, chứ đam mê chính vẫn là đi diễn. Nhiều người ta nói trời ơi, lên tivi nhiều, làm nghệ sĩ nhiều rồi sao không thấy tiền bạc đâu hết trơn. Mà thật ra có rất nhiều người làm nghệ sĩ có khi nổi tiếng luôn cũng vẫn chưa có tiền luôn. Dạ. Thật ra chú hiểu rồi đó. Bởi vì xưa chú khi mà chú trở thành một diễn viên điện ảnh, thậm chí lúc có nhiều người gọi chú là ngôi sao điện ảnh rồi đó, chú vẫn ở nhà trọ, không có tiền đóng tiền trọ luôn. Dạ. Mua cái xe cũng không có tiền mua luôn, toàn đi xe mượn không, thí dụ như vậy. Vậy thì á, những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu. Người ta có thể làm tất cả mọi thứ để người ta kiếm tiền để phục vụ cho niềm đam mê của mình. Yeah. Đó chính là nghệ thuật, đúng không? Yeah. Khi lên được sân khấu rồi thì mình cảm giác thế nào? Con có nhớ những cái cảm giác lần đầu tiên con lên sân khấu biểu diễn trước bao nhiêu người không? Lần đầu tiên con diễn là diễn ở trường đại học con luôn. Là lúc con diễn kịch luôn. Là khi mà con bước ra, con ví dụ như đèn nó chiếu thẳng vô cái người của mình, rồi cái màn nó mở ra, rồi khán giả người ta vỗ tay, người ta chờ đợi mình, con cảm giác như lúc đó con có tất cả mọi thứ luôn á chú. Cái cảm giác nó đẹp lắm, mà con cứ muốn đứng ở đó hoài luôn á. Nó là một cảm giác gì nó con không có biết diễn tả, nhưng mà thật sự là sướng, mà sướng nổi da gà, sướng rơm người luôn á chú. Rồi sau này con về Thế Giới Trẻ là cái cảm giác nó còn đẩy lên dữ dội nữa, tức là người ta chờ đón mình, con thấy hạnh phúc lắm. Đó là những cái gì mà chúng ta đã trải qua. Dạ. Cuộc đời của con rất là, thật ra chú thấy nãy giờ cũng khó khăn quá, đúng không? Một mình lên Thành phố Hồ Chí Minh, một mình đi dạy học, một mình là đi diễn kịch, một mình làm tất cả mọi thứ, đi về ông nội mất cũng về của một mình, tất cả đều một mình hết cả. Chú chưa thấy ai một cái bóng nào cùng đồng hành với con cả. Có một ai đó hỗ trợ con điều gì không? Lần đầu tiên con gặp BB Trần là con xin đi theo. Tại anh tìm những gì quần chúng, con nói thôi anh cho em đi theo. Em diễn em không lấy tiền đâu, cho em đi theo thôi, tại em thích lắm. Bây giờ con với BB với anh Triều rồi là cũng chơi với nhau, mà cả chị Khánh Như nữa. Thì mọi người hỗ trợ con rất là nhiều, kể cả những cuộc thi, kể cả là trong cuộc sống của con, những vấn đề cá nhân, những quản lý của con bây giờ cũng vậy. Tức là mọi người rất là thương con. Những cái nhưng mà con có được bây giờ là một phần là nhờ mọi người. Nếu mà không có mọi người là cũng có con. Nhờ bạn bè. Dạ. Rồi sao con về sân khấu trẻ? Dạ, con cũng livestream bán đồ Sida, xong rồi
anh Hùng, anh Ngọc Hùng lúc đó là quản lý của sân khấu Thiếu Nhi Trẻ. Thì cũng mấy anh chị cũng nói thêm vô, chim chim vô cho con mấy từ. Thì con về con diễn. Về con diễn này đầu tiên là đúp vai. Đúp cũng mấy vở chú, học mà khi học không kịp luôn á. Đúp xong rồi ảnh cho vai nhỏ trong cái tuần kia. Xong vai lớn hơn thì Tết năm đó là 2018-2019 gì á, là con diễn một chính một vở chung với BB với Hải Triều. Tức là con giờ chuyên diễn hài. Có bao giờ có những cái vai mà con đóng chính kịch không? Dạ có, con vẫn đóng chính kịch, là có một cái tuần ở sân khấu là con đóng chính kịch luôn. Con có một đoạn nào đó trong vở kịch nào mà con thích không? Một cái độc thoại nào đó? Con chưa được có cơ hội diễn độc thoại chú. Diễn một mình rất là hay con. Dạ. Người ta gọi là monologue hay là độc thoại hoặc là diễn một mình á. Dạ. Con thử xem một lúc nào đó con tìm một cái vai diễn nào, một đoạn độc thoại nào đó con diễn thử một mình. Dạ. Độc thoại ví dụ như là: Thang ơi, tội ác của ta thật thối tha dơ bẩn, uế khí bốc tận trời cao, một điều nguyền rủa từ lâu đè nặng đến tội ác của ta. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao? Làm sao vậy? Tại sao lại tôi à? Không, được như vậy. Thí dụ như thế. Tức là con bộc lộ hết tất cả những khả năng của mình ở trong cái độc thoại đó. Dạ. Con ước mơ điều gì trong nghệ thuật? Cái này là ước mơ của con, mà con cũng hay, lúc mà đốt nhang tổ con cũng hay nói. Con nói là bây giờ con cũng sẽ cố gắng. Thì tổ cho con đi được ngày nào thì con đi ngày đó thôi. Con không có đòi hỏi gì thêm. Thì cái này nó cũng là ước mơ của con tới thời điểm bây giờ. Là thôi thì cho con đi diễn ngày nào thì tới được ngày nào thì con mừng tới ngày đó thôi. Theo chú thì con sẽ đi suốt cuộc đời đó. Bởi cái máu lửa của con với nghề đó nó có. Nghệ thuật nó giống như một ánh đèn. Và những con thiêu thân á, nó biết vào đó nó cũng chết nhưng cứ lao vào đó. Yeah. Bởi đó là sự đam mê rồi. Đam mê ngay chú cũng vậy nữa. Không hiểu tại sao một người nông dân làm ruộng mà mình cứ lao vào trong nghệ thuật. Mình biết rằng tấm màn dung đó nó xa mình lắm, không bao giờ đụng đến đâu, nhưng cuối cùng mình vẫn ước mơ đạt tới cái tấm màn dung đó. Thôi thì ngày hôm nay là một ngày mà chú nghĩ rằng con sẽ có thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Dạ. Yeah. Trở về những ký ức ngày xưa để lấy những ký ức đó làm năng lượng cho mình trong cuộc sống hiện tại. Dạ. Yeah. Chúc cho một Ngọc Phước sẽ thành công hơn nữa, có nhiều vai diễn hơn nữa, có nhiều tác phẩm hơn nữa, thổi vào tâm hồn của mình thật nhiều cái năng lượng tích cực hơn nữa. Yeah. Để có thêm nhiều nụ cười hơn nữa, nhiều niềm vui hơn nữa, nhiều cảm xúc hơn nữa để gửi đến khán giả của chúng ta. Yeah. Khán giả yêu quý chúng ta nhờ cái năng lượng đó. Yeah. Cảm ơn chú. Con cũng cảm ơn chương trình Du Hành Ký Ức. Cảm ơn khán giả. Tại vì nếu như không có chương trình này thì chắc con cũng khó gặp chú. Gặp chú cũng là coi như là một cái may mắn, một cái cơ duyên. Hôm nay con khóc hơi nhiều nên cũng thôi kệ đi. Không sao. Yeah. Những giọt nước mắt đó nó cũng sẽ là những ký ức không bao giờ quên đối với con. Dạ, mà còn được khóc với chú Quyền Linh nữa chứ. Và biết đâu hôm nào đó chú Quyền Linh với con lại dẫn chung một chương trình, con là MC thì sao? Dạ.